Xin chào mọi người, như ở phần trước mình đã hướng dẫn cho mọi người cách đan phần thân trên và xuống phần tùng váy như ở đây. Thì bây giờ mình đã đan xong được chiều dài mà mình cảm thấy phù hợp với bé rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đan phần nẹp phía dưới của phần tùng váy nha. Thì bây giờ mọi người theo dõi mình để mình hướng dẫn mọi người cách đan phần nẹp cũng như là phần bèo của phần thân trên nhé. Sau khi các bạn đan xong phần tùng váy ở đây nè, chiều dài tùng váy đã phù hợp với size mà các bạn đang đan rồi á, thì các bạn sẽ tới ngang vị trí mà các bạn đánh dấu phần phía sau khi mà các bạn đang kết vòng á, thì các bạn sẽ trượt cái đánh dấu này qua cho mình. Và ở những hàng cuối cùng thì các bạn sẽ tiến hành đan mũi P và mũi K, đan từng hàng P, hàng K xen kẽ cho mình nha. Thì đầu tiên để đan một hàng P thì hàng P là hàng mũi lên á, thì các bạn sẽ đưa phần dây len lên phía trên kim cho mình và đâm kim từ phía dưới lên. Thì chúng ta sẽ vắt len và đan mũi P bình thường như vậy. Tiếp tục và vắt len, sau đó các bạn sẽ đan một mũi P và tương tự như vậy các bạn sẽ đan cho mình toàn bộ ở hàng này là toàn bộ là mũi P hết. Và sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục đan cho mình một mũi K sau hàng mũi P này nha. Và sau đó thì các bạn sẽ lặp lại một hàng P, một hàng K này cho mình thêm 3 lần nữa. Tức là chúng ta sẽ có 8 hàng tất cả. Và khi mà các bạn đan xong hàng K thứ 8 thì cái hàng K thứ 8 đó các bạn chiết mũi và hoàn thành sản phẩm này luôn cho mình nha. Thì sau khi mà các bạn đan xong và chiết mũi thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người đan phần bèo nha. Tại vì cái phần phía dưới này nó cũng khá là đơn giản, các bạn chỉ cần đan mũi một hàng K, một hàng B, một hàng K như vậy thôi. Và những mũi này thì những mũi đan đơn giản thôi, chỉ đan xen kẽ như vậy để cho phần nẹp phía dưới của váy nó khỏi bị cuốn lên đó nha mọi người. Sau khi mà các bạn đan xong phần tùng váy rồi á, thì chúng ta sẽ tiến hành đan phần bèo của áo. Nếu như mà mọi người không có nhu cầu đan phần bèo này, mọi người muốn đan áo tay dài, đan váy tay dài, thì mọi người sẽ tiến hành bắt mũi thêm. Đây nè, gãy mũi ở phần nách này cho mình nè. Thì ở phần nách này có 6 mũi, lúc mà các bạn thêm thì các bạn sẽ có thêm 6 mũi. Thì các bạn sẽ gãy cho mình 6 mũi. Thì các bạn sẽ chọn một điểm ở giữa đây và các bạn gãy qua, sau đó các bạn ở vòng theo đường ở tay này các bạn đan ca hết. Sau đó các bạn sẽ gãy tiếp tục, gãy 3 mũi thì sẽ đụng lại cái điểm mà các bạn sẽ gãy lúc đầu tiên, số mũi mà các bạn gãy đầu tiên á. Thì đó, nó ra sẽ được một vòng hàng, một vòng như vậy. Thì tiếp tục, nếu mà các bạn đan tay dài thì các bạn cứ đan thẳng xuống thôi. Và nếu như có bạn nào có nhu cầu giảm số mũi ở trên phần tay á, để cho phần tay áo càng ngày càng gọn lại á, thì các bạn sẽ giảm cho mình bằng mũi K2 TOG hoặc và mũi K2 TOG TBL nha mọi người. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người đan phần bèo của váy. Thì ở đây phần bèo của váy này mọi người sẽ đan cho mình, sẽ gãy mũi cho mình vị trí ở trên hàng chữ P khi mà mình đang xuống phần thân. Tại vì phần tùng váy, trước khi mình đang xuống phần tùng váy thì mình đã có đan một cái mũi hàng chữ P ở đây. Thì cái hàng chữ P này nó tạo lên một cái điểm, một cái G nổi lên như vậy, để khi mà các bạn tiện sẽ thuận lợi hơn trong cái việc mà các bạn gãy cái mũi để đan phần bèo này. Thì để mình sẽ quay sát hơn cho mọi người dễ hình dung những điểm mà các bạn cần, những điểm mà các bạn sẽ đâm kim để gãy mũi nha. Thì cái mũi P này là nó có những cái mũi đường như thế này nè. Nhưng mà trong quá trình mà các bạn gãy mũi thì các bạn sẽ đâm kim vào hai cái điểm này luôn cho mình nha. Thì đây, đây các bạn sẽ đâm kim vào đây để gãy mũi nha. Đâm kim vào đây. Và mình sẽ đâm kim lên toàn bộ các G nổi như vậy nha mọi người. Và sẽ gãy mũi cho mình như vậy cho đến những cái mũi mà các bạn ở phần tay áo ở đây nè. Phần tay áo này là phần khi mà các bạn xuống phần thân thì các bạn sẽ dời tất cả những mũi ở điểm tay áo này ra một sợi dây len riêng, như tương tự phía bên này vậy nha. Thì ở phần tất cả các mũi ở phần tay áo này, khi mà các bạn gãy mũi tới phần chân cuối cùng của hàng chữ P ở đây sang phần tay áo ở đây, thì ở tất cả những mũi ở phần tay áo này các bạn đều đan mũi tăng cái bế cho mình nha. Và tương tự sau đó thì các bạn sẽ gãy mũi tiếp tục ở đường hàng chữ P ở đây sang vị trí tay áo còn lại ở đây. Và vị trí tay áo còn lại ở đây các bạn cùng đều sẽ tăng lên thành mũi KFB cho mình. Tức là cái phần tay áo này khi mà các bạn tăng thì số mũi nó sẽ tăng gấp đôi so với trước đó nha.
Sau đó thì các bạn sẽ đan theo hàng chữ P ở đây cho tới khi các bạn gặp lại cái mũi đầu tiên, mà lúc các bạn sẽ gãy lên mũi đầu tiên á, thì các bạn dừng lại để mình tiếp tục hướng dẫn cho mọi người nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách gãy nè. Đây, mình sẽ chọn một điểm ở giữa của phần thân sau ở đây, tức là cái hàng mà mình tạo, mình đan mũi P trước đó nha. Thì ở đây mình sẽ gãy lên một mũi nè. Tiếp tục đâm kim vào mũi tiếp theo ở đây, gãy lên một mũi. Tiếp tục vậy đó, mình sẽ gãy lên từng mũi như vậy. Thì sau khi gãy như vậy cho tới phần tay áo, thì tay áo các bạn đang mũi KFB hết, tương tự như phần tay áo còn lại. Thì sau khi mà các bạn gãy mũi xong ở hàng đầu tiên ở đây, thì các bạn dừng lại để mình tiếp tục hướng dẫn cho mọi người nha. Thì đây là sau khi mình gãy được một vòng tới chân móc cuối cùng ở đây, thì chúng ta sẽ có một vòng như vậy nha. Đây, theo phần viền chữ P và phần tay áo ở đây, và chúng ta đã gặp nhau tại một điểm ở đây nha. Thì ở đây các bạn sẽ dùng kim đánh dấu và đánh dấu cái điểm mà chúng ta khít tròn vòng lại ở đây. Thì sau khi mà gặp lại cái điểm đầu tiên mà các bạn gãy mũi, thì ở những hàng tiếp theo ở đây các bạn sẽ tiến hành đan mũi K hết cho mình nha. Tức là bắt đầu từ hàng thứ hai trở đi, sau khi mà các bạn gãy mũi xong á, thì các bạn sẽ đan trơn cho mình cho đến khi phần bèo này được khoảng 6 hoặc 7 cm gì đó, thì các bạn dừng lại. Và chiều dài của phần bèo này á, mọi người có thể điều chỉnh dài hay ngắn tùy ý mọi người, theo từng size áo hoặc là size váy khác nhau thì mọi người có thể điều chỉnh tùy ý nha, không nhất thiết phải là 6-7 cm như mình. Thì sau khi mà các bạn đan được chiều dài mà các bạn cảm thấy vừa ý rồi, thì các bạn dừng lại để mình tiếp tục hướng dẫn cho mọi người nha. Thì đây là sau khi mình đan cái phần bèo ở đây được khoảng 6-7 cm, thì mình sẽ tiến hành đan một hàng mũi P ở đây. Mũi P là mũi lên nha mọi người. Thì đây mình sẽ đan một hàng mũi P, sau đó mình sẽ đan tiếp một hàng mũi K, và tiếp tục đan tiếp một hàng mũi P. Sau đó mình sẽ đan tiếp một hàng mũi K cuối cùng, và cái hàng mũi K cuối cùng đó mình sẽ chiết hàng, chiết mũi luôn. Thì ở đây tức là cái phần phía sau này nè, mình sẽ đan P, K, P, K, và hàng K cuối cùng thì mình sẽ chiết mũi. Thì mình cũng đã hoàn thành xong phần bèo của áo, và đây thì phần nẹp ở phía ngoài này để làm phần bèo nó khỏi cong lên nha mọi người. Sau khi các bạn đan xong phần bèo nhúng ở đây cho bé, thì chúng ta cũng đã hoàn thành xong phần mẫu váy bèo nhúng cho bé. Thì ở phần còn lại, ở phần cúc ở phía sau này, thì các bạn sẽ tiến hành khâu cúc cho mình. Và ở phía còn lại bên này các bạn sẽ dùng kim và gãy đẩy đẩy phần này ra để tạo một cái lỗ nhỏ để mình tiến hành cài cái cúc áo phía bên này lại với nhau như vậy nha. Hoặc là các bạn sẽ móc cho mình một dây bính để mình làm cái phần dây để mà cài cúc áo. Thì vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người phần mẫu váy bèo nhúng cho bé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình, và mọi người nhớ đăng ký kênh của mình để khi mình ra video mới, mọi người sẽ nhận được thông báo đầu tiên nha.